cảnh sang cạp chuẩn bị hạ càng để lòn qua dây điện nha các bạn. Đây có cầm dây điện bắt ngang sông nè, giờ sang cạp nó đang tìm cách để nó chui qua nè mấy bạn ơi. Cần cảnh kéo xà lan sáng cạp nghe mấy bạn. Rồi qua khỏi dây điện nha mấy bạn. Chạy cái cốc trơn hả? Để có đủ tốc độ né đó, tôi ngã cốc luôn hay vậy? Ngã nó vậy à, chạy chạy tới phân phàn đó. Thôi hai cừ quá chạy luôn rồi. Họ gãy cái nước rồi nó cừ rồi ta đổ.
hôm nay. Đi sao đi cuốn? Cái nào đâu cuốn chẳng á. Bây giờ đi cuốn cuốn trước đi, đang lỡ để đất giờ bữa nó cứng đổ nó không chạy luôn. Sức lực nó chạy dữ lắm. Rồi được rồi. Rồi bắt ghe lại nữa, hết mấy lít dầu nữa. Ông sợ hao dầu quá trời nữa ha. Dầu nhà nước mà ông sợ hao quá trời. Vậy cho mày kéo mày không nặng mày sao? Vậy cho ông nói vậy sao ông dầu không sợ người ta hao ngủ. Sáng dây dương càng nha các bạn. Rồi cận cảnh sáng dây dương càng nha mấy bạn ơi. Cuốn mà giục mẹ đó đi.